Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình có cây sứ một cốt nè các bạn. Thì mình cũng nuôi cho nó khỏe rồi. Thì vừa rồi mình mới xả tàn rồi mình sang chậu cho nó. Đó, hôm nay mình sẽ làm clip cho các bạn xem mình chẻ cái lục bình nha các bạn nhé. Đó, bộ tán nó mình cũng đã vừa xả. Đó, rồi củ nó mình cũng mới sang chậu xong mình cũng dàn lại cho nó chắc chắn nè. Để mình chẻ cho nó không có bị lung lay. Bạn thấy một cốt đó, mình phải nuôi to to cái này thì mình chẻ nó mới khỏe nha các bạn nhé. Thì mình chỉ có biết là chẻ rồi mình chia sẻ lên thôi, còn chăm sóc thì nó cũng tùy theo cái cây thôi các bạn ạ. Đó, mình chăm sóc thì mình cũng chẻ nhiều rồi đó, cây nào mà nó khỏe nó tốt thì nó hiệu quả, còn cây nào mà nó yếu rồi nó không được khỏe thì nó lên đường. Đó, thì đây nè, mình cũng đã đánh dấu từ đây để mình chẻ lên các bạn nè. Đó. Thì cái cây này nó cũng không có được cao mấy đâu, nó chỉ có được có trên 60 gần 70 à. Đó, cho nên từ cái miệng bình của nó xuống đây là 25 nè các bạn. Đó, mình đánh dấu từ trên này kẻ xuống là 25. Đó, còn ở dưới đây là cái cổ bình. Đó, còn bên dưới nữa là 35 là cái bình nữa các bạn. Mình để dưới này mình chừa một đoạn để nó lỡ có bị hư thì mình cắt còn chỗ mình ghép các bạn. Đó, cái khúc này nè, mình sẽ chừa chỗ này. Nếu mà mình cắt sát quá thì đến lúc nó hư mà mình cắt bỏ cái lòng bình đi thì nó sát quá, ghép thì nó cũng khó khăn. Đây, cái củ này thì nó to mà nó khỏe lắm mà các bạn, nó cứng thì nó chẻ thì phải chọn lựa những cái cây nó khỏe nha các bạn. Đây, cái cây này là mình cũng chẻ lục bình, nó bị hư nữa các bạn. Đó, không phải là dễ ăn đâu. Đó, mình cũng chừa ra một đoạn nè. Đó, nó hư cái mình phải cắt bỏ cái bình đi rồi mình ghép một cái ngọn cho nó. Đó, khúc này mình chừa lại nha các bạn nhé. Đó, thì cái cây này á, là cái hoành của nó đủ lớn để mình chẻ 8 nan nữa các bạn. Cái này là mình chẻ nan chứ mình không có chẻ lồng nhé. Mình chẻ nan thì nó dễ hơn chẻ lồng nha các bạn. Nó dễ hơn cái chẻ lồng. Thì hôm nay mình chia sẻ cách chẻ nan đi. Thì bây giờ là mình sẽ đánh dấu nó rồi để mình chẻ các bạn. Mình kẻ chứ. Thì ở dưới này nè, mình sẽ lấy một cái thước dây để mình khoanh nó coi nó bao nhiêu, xong mình chỉ có đánh dấu bên dưới thôi, rồi bằng mắt mình á, mình canh mình đánh dấu bên trên để mình chẻ các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái băng keo trắng đó, mình quấn nó lại để mình lúc mình chẻ nó, mình chẻ tới cái đoạn mà băng keo thì mình chừa nó lại nha các bạn nhé. Nếu mà không quấn băng keo trắng, nhiều lúc vô tình á, mình chẻ cái mình chẻ qua luôn á và nó lại hư cái cây. Đó, mấy cái đoạn băng keo trắng này thì mình sẽ chừa nó ra. Đó, trên là mình đã đánh dấu cái mức dấu của nó rồi, mình quấn các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ chia nó ra cho các bạn nhé. Thì mình muốn chia nó thì mình chỉ có đánh dấu hai cái xong xuôi rồi mình mới lấy cái thước dây này. Đó, mình nhắm coi mình phải chia nó ra, chẳng hạn như nó 10 chẳng hạn như là nó 12 đi thì mình chia nó ra thành 8 thì nó là bao nhiêu đó, mình đánh dấu vô. Và các bạn nếu mà chưa quen đó, thì các bạn lấy cái thước cứng cứng đó, các bạn để các bạn kẻ nhé. Còn mình thì mình kẻ nó quen rồi cho nên là mình chỉ có nhắm mà mình đánh dấu từ dưới đó, mình đánh dấu lên trên. Xong rồi mình lấy cái mình kẻ bằng tay luôn các bạn. Chứ còn nếu mà kẻ bằng cái thước mà mình để vô mình kẻ thì nó mất thời gian lắm. Đó, cho nên mình làm quen rồi mình cũng chỉ có nhắm mà mình đánh dấu rồi mình kẻ thôi. Đó, mình đánh dấu ở giữa cái cổ bình xong mình đánh dấu trên cái miệng bình. Mình cứ nhắm
từ dưới nó lên sao mình nhắm ngay ngay rồi mình đánh dấu các bạn. Rồi bắt đầu là mình sẽ kẻ nè. Đó, trước khi kẻ thì mình cũng chấm chấm cho nó mấy chấm cho nó có một cái dấu đi, rồi xong rồi mình mới kéo xuống thành một cái đường. Đó, mình kẻ thì nói chung ra quen rồi cho nên mình cũng không có cần cái thước. Và nếu mà chưa quen á mà để cái thước vô thì làm lâu lắm các bạn. Rồi nếu mà bị hư nhiều cây rồi thì sẽ quen thôi các bạn ạ. Nói chung ra cái trẻ này thì cũng hên xui thôi. Mình cũng trẻ cũng bị hư nhiều cây lắm rồi. Thôi ngày hôm nay cái cây này mình thấy nó khỏe nè. Rồi mình sẽ làm một cái clip mình chia sẻ lên từ A tới Z luôn. Đó thì trước khi trẻ thì mình cũng đã xả tàn nó rồi. Tại nếu mà để cái bộ tàn của nó thì nó nguy hiểm lắm các bạn ơi. Tại nó sẽ hút chất á. Tại cái cây á, mình chẻ ra thì nó chẻ toàn bộ nó ra hết rồi cho nên là nó yếu lắm. Mà mình để bộ tán thì nó hút cái chất, nó làm nó dễ bị teo nan lắm. Đó, bây giờ bắt đầu là mình kẻ lên trên nè. Đó, mình cũng chấm 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 xong rồi mình kéo mình kẻ nè. Có cái chỗ mà cái bằng keo trắng là mình lúc mình chẻ rồi mình không có được chẻ qua cái đó nha các bạn nhé. Cái đó là cái cổ bình. Đó, nếu mà mình quen rồi mình kéo nó ngay lắm các bạn ạ. Mình không có xài thước không gì chứ, nhưng mà mình kéo nó các bạn thấy là nó chia ô ra vậy, nó cũng đều lắm nha các bạn nhé. Chấm 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 xong rồi thấy nó ngay rồi bắt đầu mình kéo xuống. Nếu mà nó chưa có ngay, chia ra nó chưa ngay thì mình có thể mình kẻ, mình sẽ lấy qua lấy lại, đó là nó sẽ đều thôi. Rồi xong cái phần kẻ rồi, các bạn thấy là đó, mình kẻ thấy nó ngay không? Rồi các bạn ơi, thì mình cũng đã kẻ xong rồi. Đó thì hoàn toàn là mình nhắm mình kẻ không các bạn. Nếu mà các bạn làm chưa quen thì các bạn lấy thước, các bạn đo rồi chia rồi lấy cái thước cứng ấy, học sinh ấy, dài dài rồi các bạn kẻ nhé. Còn mình làm quen rồi cho nên mình chỉ có nhắm xong rồi mình chấm. Đó, mình chấm từ dưới này, xong mình căng nó, mình chấm bên trên, chấm thẳng lên, bắt đầu mình kẻ một đường xuống chứ mình không có xài thước các bạn ạ. Đó, đây thì mình chỉ có chia đầu tiên ở dưới này thôi, mình lấy cái dây thước dây mình chia cho nó đều là 8 nan thôi, còn hoàn toàn là bên trên là mình coi mình nhắm mình kẻ hết á. Rồi thì bây giờ bắt đầu là mình sẽ chẻ cho các bạn xem á.
Rồi mình cũng đã chẻ xong rồi, mình cũng đã vô kém nó xong rồi nè các bạn. Đó, các bạn thấy là mình kém quấn từ đây xuống nha các bạn nhé. Rồi hơi lít cũng dài lắm rồi. Đây bây giờ mình cũng để cho nó khô á, rồi ngày mai mình quấn bọc. Đó, mình mới quấn bọc rồi mình mới quấn thành một cái lục bình nha các bạn nhé. Rồi cái đoạn quét ở phần sau thì các bạn xem đón xem phần 2 nhé. Giờ clip dài rồi mình phải chia làm hai phần. Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi hết video của mình.